Chương 861, ưu tiên cổ tông. 2. Mảnh mềm mại này khi lõm xuống cũng mang theo lực đàn hồi kinh người, khiến cho thân thể nàng kia bị Mạnh Hạo đụng vào, cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt hắn. Chỉ có điều, có lẽ lực va chạm của Mạnh Hạo có chút lớn, lại có lẽ là lực đàn hồi quả thực kinh người, nàng kia khi bị rời đi, hai mắt nhắm, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được một ít đau đớn, đôi mày thanh tú theo bản năng nhăn lại, Mạnh Hạo vội ho một tiếng khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Dãy núi xanh chập trùng, cao chót vót, bảy ngọn núi này cùng với hình ảnh Mạnh Hạo phát họa ra cũng không sai biệt lắm. Giờ phút này, Mạnh Hạo lại tận mắt nhìn thấy, ngay lập tức nhận ra, dãy núi này không có một thảm thực vật nào, trong một mảnh đồi trọc, cũng có tử khí nồng đậm, tràn ngập trong cả vùng núi, không tiêu tan. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy vô số hài cốt, cho dù bị năm tháng hông gió, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Những hài cốt này, đếm không hết, một mảnh hoang tàn, lầu cắt sụp đổ, điêu lan ngọc thế trở thành tan thương, không có cỏ dại. Nhưng năm tháng trôi qua, mang đi không chỉ là những thứ đã tan thành cho bụi, mà còn mang đi tất cả sinh cơ nơi đây từng có, nơi này, đã hoàn toàn trở thành một đống hoang tàn, một tông môn hoang tàn, tất cả đều khiến mạnh hạo hít sâu một hơi, khi miễn cưỡng ngẩng đầu, hắn lập tức thấy được, trên đỉnh ngọn núi đầu tiên, có khắc ba chữ to, ba chữ kia là huyết sắc dường như bị nhuộm đỏ yêu tiên tông khoảnh khắc nhìn rõ ba chữ kia tâm thần mạnh hạo bỗng nhiên chấn động tuy rằng hắn đã sớm có suy đoán nhưng hôm nay rốt cuộc xác định nơi này chính là yêu tiên tông chuẩn xác mà nói nơi này là yêu tiên cổ tông mà nơi đây đương nhiên là yêu tiên cổ giới một tông chính là thế giới đáng tiếc hiện giờ tông này đã bị hủy diệt hoàn toàn biến mất trong sông dài lịch sử thứ duy nhất còn tồn tại, chính là sơn môn vô biên từng huy hoàng tại Sơn Hải thứ 9. Sơn môn này, đủ để cất chứa trên trăm vạn đệ tử. Hơn nữa, khiến Mạnh hạo hô hấp dồn dập chính là, trên đỉnh đầu tiên, hắn nhìn thấy một bộ hài cốt. Đây là một hài cốt ứng long, so với ứng long mà Mạnh hạo nhìn thấy ở Kháo Sơn Tông năm đó, thì khổng lồ hơn nhiều lắm, nó lớn khoảng mấy ngàn trượng, vô cùng kinh người. Đối với ứng long, Mạnh hạo có cảm tình đặc biệt, giờ phút này khi hắn nhìn thấy, thì vẻ mặt có chút mờ mịt. Sau khi dần dần khôi phục, hắn nhìn về phía đỉnh thứ hai, khi Mạnh Hạo nhìn qua đỉnh thứ hai, tâm thần bỗng nhiên chấn động, hô hấp của hắn lại trở nên dồn dập. Lúc trước hắn chỉ là đại khái liếc qua, không có nhìn cẩn thận, giờ phút này vừa nhìn, lại thấy trên đỉnh thứ hai, cũng có một bộ hài cốt thật lớn, hài cốt này, là hình người, nhưng lại là người khổng lồ, mà sau lưng thì có cánh, nhìn không ra màu sắc của cánh, bởi vì hiện ra trước mặt mạnh Hạo chỉ là một bộ hài cốt nhưng hình dáng đó còn cả bộ dạng đầu lâu của người này làm cho trong đầu mạnh Hạo lập tức hiện lên bộ dáng con dơi màu đen ở ngọn núi thứ ba là bộ hài cốt thứ ba sau khi thấy bộ hài cốt này mạnh Hạo cũng tìm được điểm quen thuộc tâm thần hắn càng trở nên chấn động mãnh liệt hơn bởi vì hài cốt này nửa thân trên là người nửa thân dưới là thú giống hệt bộ hài cốt trong thánh địa của ô thần ngũ bộ nơi Mạnh Hạo lấy được cái kiếm gỗ thứ ba, mà ở ngọn núi thứ tư, thế mà lại có một con rồng dài chừng vạn trượng, rồng này mặc dù là hài cốt, thì vẫn kinh người như trước, rồng, cho dù là ở tu chân giới, cũng là vật truyền thuyết, Mạnh Hạo chỉ gặp qua ở trong một vài thần thông thuật pháp. Nhưng rồng chân chính, thì đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, về phần ngọn núi thứ năm, cách Mạnh Hạo quá xa, Mạnh Hạo thấy không rõ hài cốt trên đó, nhưng chỉ từ bốn ngọn núi trước, cũng đủ khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động chưa từng có, hắn mơ hồ cảm thấy, yêu tiên cổ giới này đối với bản thân có sự liên hệ rất lớn, ba thanh một kiếm, chẳng lẽ đến từ nơi này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nhìn tông môn khổng lồ này, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra, yêu tiên tông năm đó, dũng mãnh cỡ nào, trong lúc tâm thần Mạnh Hạo còn đang chấn động, bỗng nhiên, hai mắt hắn co rụt lại. Trong giây lát, tại trên ngọn núi thứ tư của yêu tiên tông, hắn thấy được một bóng người, bóng dáng ấy, có thể nhìn ra là một vị nam tử, quay lưng về phía mình, dường như mang theo vô tận tan thương và sa sút còn có cô độc thật sâu, y dường như đứng trên đỉnh ngọn núi thứ tư, nhưng trong lúc mạnh hạo chớp mắt, bóng dáng ấy liền biến mất, khiến cho trong mắt mạnh hạo chớp động tinh quang. Hắn không cho rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, đúng lúc này, bỗng nhiên, yêu tiên tông dũng mãnh đã trở thành đống hoang tàn trước mắt mạnh hạo, lập tức trở nên mơ hồ mơ hồ này giống như một màn sương mông lung, bao trùm toàn bộ thế giới. Nó cũng làm cho Mạnh Hạo cùng với cả giải ngân hà xung quanh hắn, tại thời khắc này, cũng xuất hiện vẻ mông lung. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, lập tức khiến trong lòng Mạnh Hạo có chút cảnh giác, hắn mơ hồ cảm thấy, thời khắc quan trọng nhất trong hành trình tới ưu tiên cổ giới lần này, đã xuất hiện, hắn nhìn không chuyển mắt, trong cơ thể, tu vi vận chuyển toàn diện, nhìn về phía thế giới, nhưng chỉ nhìn không thì vẫn là một mảnh mơ hồ. Mạnh hạo cắn răng một cái, lập tức dùng tiên đồng chi pháp mà chim anh vũ dạy hắn lúc trước, chợt nhìn lại, vừa nhìn, tâm thần mạnh hạo lại tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn thấy, sau thế giới mông lung này, yêu tiên tông vẫn như thế, nhưng... Yêu tiên tông giờ khắc này, lại không phải là một đống hoang tàn đầy hài cốt, mà là cực kỳ náo nhiệt, vô số bóng dáng, bay qua bay lại giữa các ngọn núi, vô số tu sĩ tu hành trong vùng núi này, ánh sáng các loại thuật pháp không ngừng tản ra. Mà trên không trung xanh thẳm, có vô số tiên thú tao nhã đang bay ở trên trời, Ứng Long ở đỉnh thứ nhất, giờ phút này ngửa mặt lên trời rống một tiếng, khi thân thể nó bay lên, trời đất nổi cuồng phong. Nhưng đối với nó, giống như chỉ là một cái duỗi lưng khi mỏi mà thôi. Đỉnh thứ hai, hài cốt khiến Mạnh Hạo nghĩ tới con dơi màu đen kia, chân chân chính chính là một con dơi màu đen khổng lồ, đã hóa hình người. Nhưng khí tức dũng mãnh của nó, khiến Mạnh Hạo chỉ liếc mắt nhìn đã thấy kinh tâm động phách, toàn bộ thế giới này, toàn bộ tông môn, giờ phút này, không có nửa điểm tử khí, mà là một mảnh sức sống giàu dạt. Ở ngọn núi thứ năm nơi xa, có từng trận thanh âm truyền ra, giống như đang giảng đạo truyền kinh, trên bầu trời, cầu vồng như cầu, hào quang vạn trượng, vô số bóng dáng khoanh chân ngồi trên đó, giống như đang nghe kinh văn, giống như đang tự minh ngộ đạo, những tu sĩ này, bộ dáng khác nhau, có khi là người, có khi là yêu. Ở trong lúc tâm thần mạnh hạo chấn động, bỗng nhiên, hắn nhìn lại đỉnh thứ tư lúc trước. Thế nhưng ở nơi đó, lại xuất hiện một bóng người, vẫn là nam tử mà mạnh hạo đoán lúc trước, bóng dáng vẫn như cũ, cảm giác tan thương, khiến mạnh hạo có chút hô hấp dồn dập, đăng bởi, admin, chương 862, cố nhân không muốn nhìn thấy nhất. Nam tử này hình như phát hiện ra, xoay người liếc nhìn mạnh hạo một cái, chỉ liếc mắt nhìn qua, trong đầu mạnh hạo lập tức nổ vang hắn không thấy rõ bộ dáng đối phương, nhưng cảm giác tất cả thế giới trong mắt đang tầng tầng vỡ vụn, tan thành mây khói. Đã không còn là viễn cổ phồn hoa, mà một lần nữa trở thành bộ dạng hoang tàn đầy hài cốt hiện giờ. Cùng lúc đó, trong khi Mạnh Hạo vẫn còn chấn động, giải ngân hà chỗ hắn, đột nhiên vòng về phía phế tích yêu tiên cổ tông. Trong lúc ngân hà quét qua, tất cả bụi bặm trong đó đều lập tức tản ra, nhanh chóng rơi xuống yêu tiên tông khổng lồ, tính cả Mạnh Hạo hơn 10 tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, giờ phút này cũng lập tức phân tán, rơi xuống những vị trí khác nhau. Trong những người này, Mạnh Hạo là người duy nhất thức tỉnh. Giờ phút này, trong đầu hắn vù vù, thân thể không bị khống chế, rơi thẳng xuống đống hoang tàn phía dưới, tốc độ cực nhanh, ngọn núi trước mắt càng lúc càng lớn, một cổ khí tức tử vong một nát cũng tản ra đập vào mặt, trong chớp mắt liền rơi xuống đỉnh núi thứ hai, cho đến khi ầm một tiếng, nháy mắt khi chạm đất, mạnh hạo bỗng nhiên khôi phục khống chế đối với thân thể tu vi hắn bỗng nhiên triển khai tay phải nâng lên nhấn xuống mặt đất trống rỗng một cái trong tiếng nổ vang trong bụi đất tung bay mạnh hạo quỳ một gối trên mặt đất tóc bay lên khi ngẩng đầu trong mắt lóe lên tinh mang mạnh hạo biết những người khác trừ mình ra lúc trước không có một ai thức tỉnh nhưng lúc này nếu chỉ phán đoán thì sẽ không tốt hắn không chút chần chờ thần thức đột nhiên tản ra muốn quan sát xung quanh nhưng rất nhanh Sắc mặt mạnh hạo liền chìm xuống. Thần thức của hắn ở thế giới bên ngoài có thể đạt tới 999999 trượng, nhưng ở trong này thì chỉ còn 99 trượng, bị áp chế gấp trăm lần. Yêu tiên cổ giới này, ngàn năm mở một lần, thiên kiêu các tông môn khác nắm chắc nội tình bên trong, cho nên đối với nơi này hẳn là hiểu rất rõ. Duy chỉ có ta, đối với chỗ này hiểu biết quá ít, lúc này, việc trước tiên cần làm là tìm hiểu tình huống nơi này sau đó mới tìm tạo hóa ánh mắt mạnh hạo chớp động ngẩng đầu nhìn hư không không có hành động thiếu suy nghĩ rồi bay lên mà là ở trên mặt đất cẩn thận đi về phía trước gạch đá bốn phía đều đã nứt ra mọc rêu xanh còn có một vài chỗ có dấu vết máu tươi không biết đã khô cạn bao nhiêu năm vô số bộ hài cốt mạnh hạo nhìn mà thấy ghê người còn có ốc xá sụp xuống thấp nơi cục nhà gãy đổ mọi chỗ trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có hố sâu Nơi đây thoạt nhìn không cách đỉnh thứ hai quá xa, nhưng trên thực tế, khi đi lên phía trước, Mạnh Hạo mới cảm nhận được khoảng cách thật lớn, chỉ một canh giờ ngắn ngủi, Mạnh Hạo liền thấy được mấy ngàn bộ hài cốt, có lớn có nhỏ, có đầy đủ, có rải rác, có cái như tu sĩ, cũng có cái lại là yêu. Về phần túi trữ vật, hắn cũng nhìn thấy hơn 10 cái, nhưng thần thức đảo qua, những túi trữ vật này liền tan thành tro bụi. Hiển nhiên là năm tháng trôi qua quá lâu, nên đã mục hết tính cả vật phẩm trong đó cũng đã trở thành bụi bặm, túi trữ vật cũng đã trở thành tro bụi, có thể thấy được niên đại mà yêu tiên cổ tông này tồn tại, cách bây giờ đã lâu đến cực hạn. Nhưng mà những thi thể này, tuy rằng đều là hài cốt, thế mà lại có thể miễn cưỡng bảo tồn. Chẳng lẽ, bản thân những hài cốt này không tầm thường, mạnh hạo như thoáng có chút suy nghĩ, ngồi xổm xuống, lấy lên một khối hài cốt nửa người nửa thú trước mặt. Cho dù người này đã chết không biết bao lâu, nhưng mạnh hạo vẫn từ hài cốt này cảm nhận được lực lượng thân thể dũng mãnh kia mạnh hạo trầm ngâm một lát tay phải bỗng nhiên nâng lên bắt lấy cánh tay của bộ hài cốt này hơi hơi dùng sức nhưng cho đến khi mạnh hạo dùng toàn lực của trạng thái để nhất mệnh cánh tay của hài cốt này cũng không hư hao chút nào cảnh tượng này khiến sắc mặt mạnh hạo biến đổi hai mắt hắn hơi hơi lóe lên lập tức mở ra đệ tứ mệnh lại nắm lại nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một vết nước nhỏ Mạnh hạo trầm mặt, giải phóng trạng thái đệ tứ mệnh, sắc mặt âm tình bất định, đứng lên, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Một đường này, phàm là gặp phải hài cốt, hắn đều cúi đầu xem xét, cho đến khi mạnh hạo đã xem xét ước chừng hơn một ngàn hài cốt, hắn mới hít sâu rồi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên tia kỳ dị, một bộ hài cốt dũng mãnh có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt. Nhưng đoạn đường này, một ngàn bộ hài cốt, cái nào cũng như vậy, thì cũng không phải là đặc biệt nữa rồi tông môn viễn cổ này trên phương diện tu hành, hiển nhiên là không cùng một dạng với bây giờ, tu không chỉ là trong cơ thể, còn có ngoài thân thể, vả lại bọn họ đã chết lâu lắm rồi, nhưng hài cốt vẫn có thể khiến ta mở ra đệ tứ mệnh, thậm chí có một vài bộ, đoán chừng, cho dù ta mở ra đệ lục mệnh, cũng không thể tổn thương họ chút nào, nếu bọn họ còn sống, cho dù ta mở ra đệ thất mệnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, nơi đây lại có mấy ngàn, thậm chí mấy vạn, hơn 10 vạn, miệng Mạnh Hạo có chút đắng nghét, hắn coi như là chân chính thấy được sự khủng bố của đệ tử tông môn viễn cổ, quan trọng nhất là những người này tử vong, phần lớn là bị một kích giết chết, vả lại rất nhiều người là bị chia năm xẻ bảy. Thoạt nhìn, không giống như đệ tử nội môn, khả năng rất lớn bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng mãnh liệt, hứng thú đối với cái yêu tiên cổ tông này nhanh chóng dâng cao. Hắn tới nơi này vốn chỉ là vì chỉ hương, vì yêu binh hoang trũng. Nhưng lúc này, hứng thú của Mạnh Hạo đã nhiều thêm một cái, hắn muốn biết đệ tử yêu tiên tông này tu luyện công pháp gì, nơi đây có thể còn có một chút truyền thừa tồn tại hay không? Nếu có thể đạt được truyền thừa viễn cổ, tim Mạnh Hạo đập thình thịch, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng bay nhanh về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Mạnh Hạo rơi xuống nơi đây là buổi trưa, lúc này, bầu trời đã là hoàng hôn, không trung nơi này, ở trong mắt Mạnh Hạo, tìm không ra điểm khác nhau với vùng đất Nam Thiên, dường như cũng là một thế giới. Mà hiển nhiên, thế giới này thuộc về yêu tiên cổ tông, sơn môn của một tông chính là một cái thế giới, mà tông môn mênh mông như thế, không biết trong thiên địa, trong tinh không có mấy cái. Mạnh Hạo nhìn hoàng hôn sắp buông xuống, sắc trời tối dần, vừa đi về phía trước, vừa quan sát bốn phía, có lẽ là do yêu tiên cổ tông này quá lớn, cũng có thể do nguyên nhân khác. Từ buổi trưa Mạnh Hạo tới nơi này, thì không đụng phải bất kỳ một tu sĩ vùng đất Nam Thiên nào. Thứ nhìn thấy, ngoài những đại điện bị phá hủy sụp xuống, thì chính là vô số bộ hài cốt. Điêu Lan Ngọc thế này, đã sớm trở thành quá khứ, từng đại điện tinh Mỹ xa hoa này, giờ phút này cũng đã là một đống đá vụn hoang tàn, đăng bởi, ác chương 863, cố nhân không muốn nhìn thấy nhất. 2. Còn có một vài khu vực, Mạnh Hạo rõ ràng nhìn thấy có tồn tại một tầng cấm chế. Tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng uy lực của cấm chế vẫn khiến Mạnh Hạo sau khi cảm thụ một chút thì kinh hãi không ngừng. Dựa theo suy đoán của hắn, những cấm chế này, cho dù là hô duyên lão tổ, đụng chạm một chút, chỉ cần một chút, cũng chết chắc luôn, yêu tiên tông, mang theo một chữ tiên. Chẳng lẽ là nói, tông môn nơi đây, đều là tiên, mạnh hạo bị chính ý tưởng này của mình dọa sợ một chút, ánh mắt chợt lóe khi đi về phía trước thì cẩn thận hơn đoạn đường này hắn nhìn thấy quá nhiều nơi có tồn tại cấm chế những cấm chế đó có mạnh có yếu nhưng cho dù là yếu nhất cũng làm cho mạnh hạo không thể không buông tha thậm chí hắn còn nhìn thấy một động phủ dường như được bảo tồn hoàn hảo giờ phút này cấm chế dũng mạnh đó cho mạnh hạo cảm giác giống như gặp phải tám tiên khi đi cư kiều giới trước kia mà còn khủng bố hơn nhìn hoàng hôn sắp tiêu tan thiên địa dần dần có chút tối đen bóng dáng mạnh hạo đi về phía trước đột ngột ngừng một chút khi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, ở phía trước hắn, là một cung điện đã sụp đổ, mà ở hai bên cung điện hoang tàn này có đứng hai vị nữ tử, một người trong đó, chính là cô gái mặc váy dài màu lam lúc trước dán ngực lên mặt Mạnh Hạo, giúp Mạnh Hạo cảm nhận được một mảnh mềm mại. Cô gái này so với khi nhắm mắt còn lạnh băng hơn, trong hai mắt mang theo lãnh ý, cũng có một chút sát khí, bị nàng ngóng nhìn là một cô gái khác, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy lập tức nhíu mày nếu nói trên đời này nữ tử nào mà hắn không muốn nhìn thấy nhất ngoại trừ chỉ hương ra thì chỉ có một người phương du nữ tử cực kỳ bạo lực năm đó cho mạnh hạo một ấn tượng cực kỳ khắc sâu một quyền kia đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố sâu cùng chiến ý nồng đậm trong mắt năm đó khiến mạnh hạo giờ phút này hồi tưởng lại vẫn cảm thấy có chút không lạnh mà run đây là nữ tử bạo lực nhất đời này hắn gặp phải mạnh hạo vội ho một tiếng theo bản năng lui về phía sau hai cô gái này ai hắn cũng không nguyện ý đối mặt một người là băng sơn lúc trước cản trở tầm mắt bản thân khiến mạnh hạo cảm giác vô cùng quá phận còn người kia lại là nữ tử một lời không hợp liền trực tiếp hóa thân thành bạo long khủng bố nhưng đồng thời khi mạnh hạo đang nhìn về phía các nàng hai người này cũng đồng loạt nhìn về phía mạnh hạo nữ tử mặc váy dài màu lam lạnh như băng đảo mắt qua mạnh hạo khi nhận thấy tu vi của mạnh hạo chỉ là nguyên anh đại viên mãn thì mang theo một chút kinh thường trực tiếp thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Phương Du, theo nàng, nguyên anh đại viên mãn cho dù không tầm thường, nhưng đối với quý gia mà nói, tu vi như vậy, tuy rằng cũng có thể đứng trong danh sách, nhưng cũng chỉ là hạng chót, mà nàng, cho dù không phải Trảm Linh chân chính, nhưng cũng là Trảm nửa đao, là một trong chín người có hy vọng lớn nhất tấn công tiên cảnh của quý gia vùng đất Nam Thiên nghìn năm qua, mà đối thủ của nàng, ngoài 8 người khác trong cùng gia tộc ra, thì chính là thiên kiêu phương gia trước mắt này phương du cũng nhìn thấy mạnh hạo trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn nàng cũng hơi sửng sốt hiển nhiên là làm sao cũng không ngờ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy mạnh hạo khi thấy mạnh hạo lui về phía sau phương du lập tức lên tiếng ngươi đừng đi phương du không mở miệng thì thôi nàng vừa mới nói xong mạnh hạo lập tức xoay người bỏ chạy ngươi không nghe ta nói hả phương du lập tức trừng to mắt trong mắt hiện lên sự tức giận thân thể nhoáng lên một cái muốn đuổi theo. Cảnh tượng này, khiến nữ tử lạnh như băng kia nhìn mà sửng sốt, lập tức cười lạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện, thì đã ngăn cản trước mặt Phương Du, quý tiếu tiếu, tiện nhân ngươi, cút ngay cho ta, tay phải Phương Du nâng lên, trực tiếp đánh một quyền xuống mặt đất. Tiếng nổ kinh thiên lập tức vang lên, mặt đất tầng tầng sụp đổ, một cổ xung kích mãnh liệt, trực tiếp ầm ầm khuếch tán ra bát phương, khi mạnh hạo bay nhanh, thì cảm nhận được phía sau truyền đến lực lượng mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đánh một chầu với bạo long này. Đây không phải do ai mạnh ai yếu, mà là giữa hai người không có cừu oán. Nếu thực đánh nhau, Mạnh Hạo cảm thấy bất lợi cho hành động sau này của mình ở chỗ này. Tiếng nổ vang quanh quẩn, xung kích khuếch tán, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, nhấc lên sóng gợn. Tại trong lúc nữ tử lạnh như băng kia phất tay chống cự, phương du thấy mạnh hạo đã chạy nhanh hơn lập tức giận dữ cắn răng thế mà lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ găng tay mang lên tay phải bước về phía trước hung hăng đánh một quyền tới nàng vừa đi về phía trước vừa đánh ra hư vô lập tức chấn động thiên địa hồng mang nữ tử lạnh như băng kia sắc mặt đại biến thân thể không ngừng lui về phía sau cho đến khi liên tục chống cự bảy tám quyền thì thân thể nàng ta lập tức biến mất khi xuất hiện đã ở phía xa khóe miệng tràn ra máu tươi, Phương Du, ngươi điên rồi. Cho dù ta và ngươi xem nhau không vừa mắt. Cho dù ta ở trường An Đoạt Ngọc bội ngươi nhìn trúng, ngươi cũng không cần đến nổi, vừa thấy ta, liền không tiếc toàn lực chứ, ngươi cút cho ta, Phương Du lửa giận ngút trời, thân thể nhoáng lên một cái, đuổi theo mạnh hạo, đối với quý tiếu tiếu kia, căn bản là không thèm để ý tới, quý tiếu tiếu lại hơi sửng sốt, nhìn theo phương hướng mạnh hạo bỏ chạy, bỗng nhiên mỉm cười nàng vốn là mỹ nhân tuyệt mỹ lạnh như băng, nhưng nụ cười giờ phút này, như là bách mỹ sinh, tản ra vẻ đẹp kinh người. Phương Du này luôn tâm cao khí ngạo, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa thấy nàng ta tức giận như thế đối với một nam tử nào. Giữa hai người bọn họ, có chút vấn đề, hừ, từ nhỏ tới lớn, ngươi và ta đều nhìn trúng đồ tốt giống nhau, không ngừng tranh đoạt. Lần này ta muốn đoạt với ngươi, hai mắt quý tiếu tiếu công như trăng lưỡi liềm, hiện lên quang mang rực rỡ, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trước, đuổi theo, Mạnh Hạo nhanh chóng lao đi, trong lòng thầm than xui xẻo. Cô gái lạnh lùng kia thì thôi đi, Mạnh Hạo tuy cảm thấy cô ta có phần quá đáng, nhưng trên thực tế chuyện quá đáng như vậy, nếu là vào lúc khác, Mạnh Hạo thấy mình cũng khó mà tránh được, chịu chút thiệt cũng không phải không chấp nhận được, dù sao cũng không phải đối phương cố ý, chuyện này có thể bỏ qua được, Mạnh Hạo cảm thấy mình vốn là thư sinh nên khoan dung độ lượng, phải rộng rãi mới đúng, nhưng hắn không ngờ được, ở nơi này lại nhìn thấy Phương Du, nhớ đến Phương Du bạo lực lúc trước, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lại tăng tốc, nhưng sau lưng hắn, lúc này lại có tiếng gió rít, một cơn lốc ầm ầm quét tới. Trong cơn lốc đó, chính là Phương Du vẻ mặt giận dữ, "Mạnh Hạo ngươi dừng lại cho ta, ngươi dám không nghe lời ta, ngươi có tin lần này ta sẽ đánh chết ngươi không?" Đăng bởi admin, chương 864 gọi tỷ giọng của phương du vốn rất dễ nghe nhưng hiện giờ vang lên rơi vào trong tay mạnh hạo lại không khác gì la sát ầm mặt đất bên cạnh mạnh hạo lập tức nổ tung bị phương du một quyền cách không đánh nát dẫn tới xung kích thấy sắp chạm tới bản thân mạnh hạo không hề chần chừ mở ra đệ nhị mệnh tốc độ lập tức tăng lên ngươi đừng đuổi nữa hai chúng ta cũng không có ân oán việc gì phải như thế huống hồ ngươi còn không nhất định đánh thắng ta mạnh hạo thở dài ngươi nói cái gì phương du tức giận lấy ra một bình đang dược trong túi trữ vật đổ thẳng vào mồm toàn thân lập tức bùng lên hỏa diễm trong khoảnh khắc tốc độ tăng mạnh lập tức xuất hiện sau lưng mạnh hạo đánh ra một quyền nhưng mặc dù nàng tức giận một quyền này cũng không phải là trí mạng mà đánh vào hư không chỉ là muốn mạnh hạo dừng lại nhưng một quyền vừa ra mạnh hạo lập tức mở ra đệ tam mệnh tốc độ một lần nữa tăng lên hóa thành một làn khói xanh chạy về phía xa. Nắm đấm của Phương Du liền rơi vào không khí, nàng hơi sửng sốt, rồi đột nhiên cười, nhảy ranh, nhiều năm không gặp, cũng có chút bản lĩnh, nói rồi, nàng tiếp tục đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ đều cực nhanh, mỗi lần Phương Du vừa đuổi tới, Mạnh Hạo lập tức tăng tốc, khiến cho Phương Du luôn không thể đuổi kịp, chỉ là cơn giận của nàng, cũng đã tan rồi, hiện giờ trên gương mặt nàng hiện ra nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng đấm tới nhìn thấy Mạnh Hạo vội vã né tránh, nàng lại cất tiếng cười, Phương Du cười vui vẻ, Mạnh Hạo thì lại cười khổ, ta làm sao lại chọc vào một kẻ như vậy chứ, mới qua hơn 100 năm, hiện giờ nàng cư nhiên đã sắp trảm linh rồi, Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy thật bất công. Bản thân trăm cây nghìn đắng, không tiếc bế quan trăm năm, thậm chí hóa thân biển tím, ngưng tụ bảy đồ đằng, trải qua mấy lần thiên kiếp, thậm chí mỗi bước đều hoàn mỹ, nhưng đến hiện giờ, cũng chỉ mới đến mức nửa bước trảm linh, nhưng đối phương lại cũng như vậy, thiên kiêu của đại gia tộc đều là như vậy, mạnh hạo thầm than, nhưng nghĩ đến hơn 100 năm trước, đối phương mạnh hơn bản thân đến mấy cảnh giới, cũng hơi cảm thấy cân bằng hơn, ngay khi hai người, ngươi chạy ta đuổi, bọn họ đã tới gần đỉnh của ngọn núi thứ hai. Đột nhiên, một cầu vòng màu xanh, lập tức xuất hiện từ hư không, vừa xuất hiện liền lao về phía phương du, tốc độ cực nhanh, khiến phương du biến sắc, quay người giơ tay lên, đấm tới một quyền, ầm một tiếng, Phương Du lùi lại mấy bước, cầu vòng xanh cũng lui lại, hóa thành một sợi trường tiên, đồng thời, một người đàn ông đi ra. Người đàn ông này có mái tóc rất dài, cao gầy, vẻ mặt tuấn tú, nơi mi tâm có một vết ngấn màu đỏ, đôi mắt lấp lánh, như ẩn chứa chớp điện, gã mặt một bộ trường bào màu xanh, trên vai có một con quạ đen. Con quạ này vô cùng quỷ dị, có ba mắt, nhìn chầm chầm Phương Du mà bên cạnh người đàn ông này còn có một con sói trắng phát tán ra sự sắc bén lạnh lùng nhìn bốn phía ngay khi người đàn ông này xuất hiện xung quanh phương du lập tức quanh xuất hiện tám cột sáng ở tám phía chiếu thẳng lên trời cả bầu trời lập tức rực rỡ sắc màu bác phương thông minh người đàn ông này dững dưng cất lời tám cột sáng này lập tức giống như phong ấn khóa chặt phương du ở bên trong quý minh phong vẻ mặt phương du biến đổi đồng thời có tiếng hừ lạnh vang lên từ sau lưng gã chính là quý tiếu tiếu, nàng chậm rãi đi tới, ánh mắt lấp lánh sát cơ, lẽ nào tổ tông phương gia ngươi, không nói cho ngươi, trong yêu tiên cổ tông này, tuyệt đối không thể mạo muội xông tới sao, lẽ nào phương du ngươi, quên mất trong số đạo tử đời này của quý gia ta, có người có sở trường minh diễn thuật, chúng ta gặp nhau, vốn là bất ngờ, nếu lúc đó ngươi rời đi, ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi lại cho ta cơ hội thông báo cho Minh Phong. Có gã thôi diễn, tính ra ngươi nhất định đi qua chỗ này. Quý tiếu tiếu dững dưng nói, mạnh hạo đã dừng lại từ lâu, ở xa xa lạnh lùng nhìn tất cả, mắt thấy phương du trúng phải mai phục, lúc này bị phong ấn, hắn cau mày lại, ngươi dám khiến ta bị thương sao? Phương du lạnh lùng nhìn lại, bình tĩnh mở miệng, trong mắt không hề thấy vẻ tức giận, ngược lại lại có một luồng khí tức đáng sợ, càng lúc càng mạnh, khiến ngươi bị thương làm gì? Phương gia ngươi tuy không nổi danh ở vùng đất Nam Thiên, nhưng trên đông thắng tinh, lại là đệ nhất gia tộc thanh danh hiển hắc chúng ta không muốn khiến ngươi bị thương chỉ cần vây ngươi ba ngày cắt đứt đường đi của ngươi để ngươi không tìm được ký thân cũng đã đủ rồi quý tiếu tiếu mỉm cười nhẹ nhàng nói quý minh phong bên cạnh luôn nở nụ cười không hề mở miệng nhưng trong mắt mạnh hạo ở phía xa hắn cảm thấy quý minh phong nguy hiểm hơn quý tiếu tiếu rất nhiều thậm chí lúc nhìn quý minh phong mạnh hạo luôn có cảm giác lạnh sống lưng cũng phải cảm tạ vị đạo hữu này Tiểu muội quý tiếu tiếu, gặp nhau tức là có duyên, hôm nay không tiện đãi khách, đạo hữu, có duyên thì sẽ gặp lại. Quý tiếu tiếu nhìn Phương Du, lại nở nụ cười với Mạnh Hạo, Quý Minh Phong cũng nhìn Mạnh Hạo một cái, hơi cười gật đầu, nhưng một chút khinh miệt trong ánh mắt vẫn bị Mạnh Hạo nhìn ra. Phương Du cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo im lặng, không hề nói chuyện, quay người rời đi. Chuyện này không phải chuyện hắn có thể can dự, Phương Du bị phong ấn nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa bản thân cũng không thân không thích với nàng, không đáng để ra tay, mà đồng thời đối kháng với hai người quý gia, Mạnh Hạo thực không nắm chắc. Đặc biệt là cảm giác Quý Minh Phong tạo cho Mạnh Hạo, có phần còn nguy hiểm hơn cả Hô Diên lão tổ, lúc Mạnh Hạo quay đi, nụ cười trên mặt Quý Tiếu Tiếu càng tươi hơn. Đối với một người luôn lạnh lùng như nàng mà nói, nụ cười hôm nay có thể đã nhiều hơn so với mấy tháng bình thường, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy vẻ phức tạp và thất vọng trong mắt Phương Du, còn cả nỗi đau như đâm vào tâm can kia, nụ cười quý tiếu tiếu càng tươi, ánh mắt nhìn về phía mạnh hạo, cũng có thêm một chút thưởng thức, nàng ta đột nhiên cảm thấy, sau này bản thân có thể thông qua nam tử này, tiếp tục đã kích Phương Du, mạnh hạo đi được ba bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Du, hắn nhìn thấy vẻ thất vọng và phức tạp trong mắt Phương Du, còn cả nỗi đau mà hắn có thể cảm nhận được nó không liên quan đến tình cảm mà giống như nỗi đau khi bị người thân vứt bỏ khiến tâm thần mạnh hạo chấn động trong im lặng đôi mắt hắn lóe lên tinh mang rõ ràng biết làm như vậy là không sáng suốt nhưng trong đầu mạnh hạo không rũ bỏ được nỗi đau trong mắt phương du hắn cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc có quyết định này sát khí toàn thân lập tức dâng cao quý tiếu tiếu cao mày mà khóe miệng quý minh phong bên cạnh cũng xuất hiện chút lạnh lùng đúng khoảnh khắc này Mạnh Hạo lập tức mở ra đệ thất mệnh, ầm, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, mái tóc dài ra, khí tức bản thân, kinh thiên động địa, gấp đôi, gấp 8, gấp 16, cho đến khi sức chiến đấu đạt đến 64 lần nguyên anh đại viên mãn bạo xuất trong khoảnh khắc, xung quanh hắn xuất hiện vòng xoáy, cùng phong gào thét, dẫn tới khói bụi mù mịt, đăng bởi, admin, chương 865, đặc thù của yêu tiên cổ tông. Thân thể hắn, cao lớn lên nhiều, cảm giác giống như tiên ma hoàn toàn thể hiện trên thân thể mạnh hạo vẻ mặt quý tiếu tiếu đột nhiên biến đổi quý minh phong cũng nheo mắt lại đôi mắt phương du hiện lên ánh lấp lánh khoảnh khắc này thân thể mạnh hạo ầm vang bộc phát toàn bộ tốc độ lập tức đã tới tốc độ cực nhanh khoảnh khắc đã tiếp cận tay phải quý tiếu tiếu giơ lên chỉ về phía trước trước người nàng lập tức xuất hiện một bong bóng bong bóng này lập tức trở nên khổng lồ nổ tung trước mặt mạnh hạo ầm bong bóng nổ tung, thân thể mạnh hạo chấn động, nhưng lại không hề dừng lại, một lần nữa tới gần. Quý Minh Phong dững dưng chỉ tới, con sói bên người gã tru lên, rồi lao tới, nhưng còn chưa tới gần, huyết ngao đã hóa thành một vần sáng đỏ, xuất hiện trước mặt mạnh hạo, cắn tới, thân thể con sói run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rắc, đã bị huyết ngao nuốt sống, sự việc quá bất ngờ, khiến Quý Minh Phong ngây ra, lập tức trong mắt xuất hiện sát cơ mạnh mẽ. Quý tiếu tiếu kinh hải, khí tức trảm linh trên người huyết ngao khiến nàng tái mặt. Lúc này, Mạnh Hạo đã tới gần nơi phong ấn Phương Du, hắn liếc nhìn Phương Du bên trong phong ấn, ánh mắt hai người nhìn nhau, như thông linh, Phương Du lập tức nắm tay lại, khí tức toàn thân bộc phát, đấm tới phong ấn, nắm đấm của Mạnh Hạo, cũng tới theo, hai người hai bên phong ấn, đồng thời đánh vào một vị trí, cùng một cột sáng, tám cột sáng, trong khoảnh khắc nắm đấm của hai người đấm tới, lập tức chấn động ầm ầm, theo đó, tiếng răng rắc lập tức lan ra, cũng chỉ trong chớp mắt, đã hoàn toàn nổ tung, một cột sáng nổ tung, bảy cột sáng khác nhanh chóng lóe lên, đang chuẩn bị tự mình khôi phục, Phương Du đã tức giận lao ra, khoảnh khắc nàng lao ra, liền đấm về phía quý tiếu tiếu, tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng quý tiếu tiếu trào ra máu tươi, nhanh chóng lui lại. Quý Minh Phong thì nhìn kỹ mạnh hạo một cái, khóe miệng lộ nụ cười, lúc quay người, cùng với quý tiếu tiếu lùi lại, lập tức rời xa phương du còn muốn đuổi theo nhưng mạnh hạo ngăn lại ngươi ngăn ta làm gì không lớn không nhỏ ngươi vừa rồi làm sao không chạy có biết bộc lộ thực lực quá sớm sẽ mất đi tiên cơ ở đây không phương du quay người mắng mạnh hạo phương đạo hữu cứ đuổi đi ta không lo nữa mạnh hạo cười khổ ngươi nói kiểu gì vậy xưng hô kiểu gì đấy phải gọi ta là tỷ phương du trừng mắt mạnh hạo tiếp tục cười khổ hắn đột nhiên cảm thấy bản thân dường như cứu nhầm rồi không gọi tỷ phương du nắm tay lại tiếng răng rắc vang lên trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát biến thành bạo long tỷ được rồi chứ mạnh hạo lui lại mấy bước thở dài một hơi gọi ta là tỷ ngươi không chịu thiệt chút nào không nói cái này nữa ngươi làm sao lại tới đây lựa chọn được ký thân chưa phương du nhìn mạnh hạo một cái trong mắt có vẻ dịu dàng nhưng lời nói vẫn còn chút tức giận cũng không biết cơn giận là từ đâu mà ra ký thân mạnh hạo ngay ra đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cụm từ này lần trước là do quý tiếu tiếu nói ra đôi mắt hắn hơi lóe lên đột nhiên nghĩ đến bỉ ngạn hoa ký sinh chỉ là không biết liệu có liên quan đến ký thân không mạnh hạo tu hành nhiều năm vẻ mặt cố ý mơ hồ nhưng trong lòng lại ngầm cảnh giác nhìn thấy biểu hiện của mạnh hạo đôi mày phương du hơi to lại tay phải đưa lên vỗ vào đầu Mạnh Hạo, động tác vô cùng quen thuộc, Mạnh Hạo lui lại mấy bước theo bản năng, Phương Du bèn trừng mắt, nhưng cũng hạ tay xuống, cái gì cũng không biết, vậy mà đệ còn dám tiến vào yêu tiên cổ giới này, đệ, Phương Du nhìn Mạnh Hạo, lại nổi giận, mãi sau mới giải thích về ký thân, Mạnh Hạo nghe được giải thích của Phương Du, đôi mắt từ từ lộ ra tinh mang, dựa theo cách nói của Phương Du, yêu tiên cổ giới này, mỗi một nghìn năm mới mở ra một lần, Mỗi lần mở ra đều là một lần kỳ ngộ. Nhưng mà kỳ ngộ đến mức độ nào thì phải xem quá trình người tiến vào có thể mở nơi này đến cảnh giới nào, nơi này mỗi lần mở ra nhất định sẽ có hai cảnh giới bắt đầu. Cảnh giới đầu tiên chính là như hiện giờ, một đống đổ nát, gần như tất cả khu vực có thể có kỳ ngộ đều có cấm chế, cảnh giới này sẽ duy trì 30 canh giờ, trong cảnh giới đầu tiên này, người tới đây sẽ không tìm thấy bất cứ công pháp truyền thừa nào cũng không tìm thấy bất cứ bảo vật gì, có lẽ cũng không phải tuyệt đối, nhưng yêu tiên cổ giới nghìn năm mở một lần, hiện giờ đã mở rất nhiều lần, cho dù là có, cũng đã bị những người vào đây trong những năm tháng trước lấy đi cả rồi, mà việc duy nhất chúng ta cần làm chính là trong cảnh giới cơ sở này, tìm được ký thân, mà ký thân này chính là hài cốt. Tất cả hài cốt trong yêu tiên cổ tông đều là ký thân, 30 canh giờ Thực ra chính là thời gian để tất cả tu sĩ đi vào nơi này tìm được ký thân thích hợp với chính mình, cho đến sau 30 canh giờ, nơi này sẽ tự động bước vào cảnh giới thứ hai, nhớ về viễn cổ, Phương Du nhìn Mạnh Hạo một cái, thấy Mạnh Hạo đang chăm chú lắng nghe, liền nở nụ cười, tiếp tục giải thích, có thể nói là cực kỳ tỉ mỉ. Với Mạnh Hạo, nàng không hề giấu giếm chút nào, nàng lại không biết, Mạnh Hạo lúc này chỉ đặt một nửa tâm tư vào lời nói của Phương Du một nửa tâm tư khác lại đang suy nghĩ, vì sao Phương Du lại chăm sóc mình đặc biệt vậy, ạc. À, liệu có phải nàng thích ta không? Mạnh hạo nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy khả năng này không lớn, không khỏi xoa mu tay mình, nhớ lại lần đầu gặp gỡ năm đó, cảnh giới thứ hai này, tất cả mọi người đều tiến vào một thế giới như ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thực. Là yêu tiên tông từng phồn hoa, nhưng mà năm tháng cụ thể, thì lại không cố định, giống như chúng ta trở về viễn cổ, mà trong yêu tiên tông viễn cổ này, chúng ta không còn là bản thân, mà trở thành người mình ký thân, dùng thân phận người ký thân, ở trong viễn cổ như giả như thật đó, có thể tìm được kỳ ngộ của bản thân, đôi mắt phương du lộ vẻ mong chờ, cho nên, lựa chọn ký thân vô cùng quan trọng, thân phận của ký thân càng cao, cơ hội của chúng ta tất nhiên sẽ càng lớn. Nếu có thể có cơ duyên nghịch thiên, ký thân thành hạch tâm, với thân phận đó, Kỳ Ngộ thu được, khó mà tưởng tượng nổi, Phương Du nói đến đây, vẻ chờ mong càng nhiều, viễn cổ ảo cảnh. Nếu chỉ là ảo cảnh, dường như không giống như kỳ ngộ gì mà tỷ nói, Mạnh Hạo nghe đến đây, đôi mắt lấp lánh, ảo cảnh này, tiền nhân đã xác định, vô cùng chân thật, trong đó tất cả đều có khả năng xảy ra, Phương Du nghiêm túc nói, Yêu Tiên Tông tồn tại rất lâu, khoảng cách năm tháng rất lớn, tuổi tác giữa các đệ tử cũng có chênh lệch. Có lẽ đệ tử mới chỉ nhập môn không lâu, mà có đệ tử lại đã nhập môn cả vạn năm, như vậy làm sao có thể đồng thời ở cùng một thời đại? Mạnh Hạo một lần nữa mở miệng, đăng bởi admin, chương 866, đặc thù của yêu tiên cổ tông. 2. Nghe được Mạnh Hạo hỏi, ánh mắt Phương Du có vẻ tán thưởng, Mạnh Hạo có thể nghĩ đến điều này, Phương Du rất hài lòng, chuyện này phải nhìn vào vận may rồi, trong những lần nơi này mở ra trước đây đều có người không may mắn, lựa chọn phải ký thân không thuộc về năm tháng của viễn cổ ảo cảnh kia, bọn họ không thể mở ra cảnh giới thứ hai, chỉ có thể bị đào thải ra ngoài, cho nên, bất kể là vì thu được kỳ ngộ tốt hơn, hay là vì có thể tiến vào cảnh giới thứ hai, đều cần vào lúc lựa chọn ký thân, gắn hết sức tìm được hài cốt tồn tại từ xưa, mạnh hạo như có suy nghĩ, như vừa mới nói, lựa chọn ký thân, vô cùng quan trọng, tông lão cũng được, trưởng giáo cũng được, còn có đệ tử bảy thân truyền kinh thiên động địa của yêu tiên tông, cái này không cần suy nghĩ, vì đó là không thể nào, về hạch tâm đệ tử, cũng vô cùng hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có nội môn đệ tử, là còn có thể kiếm được, bao năm nay, trên vùng đất Nam Thiên, trong mấy lần yêu tiên cổ tông mở ra, quý gia chiếm ưu thế rất lớn. Bọn họ tìm được năm hài cốt đệ tử nội môn, còn tìm được một hài cốt đệ tử hạch tâm, mà phương gia chúng ta, chỉ có bốn đệ tử nội môn, về phần những tông môn khác, phần lớn cũng đều chỉ tìm được hai cốt đệ tử nội môn mà thôi. Phương Du nhìn Mạnh Hạo, bình tĩnh nói, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giờ hắn mới hiểu được tầm quan trọng của ký thân, thân phận càng cao, trong cảnh giới thứ hai, thu hoạch sẽ càng lớn. Một số truyền thừa viễn cổ, một vài công pháp, đều cần phải có địa vị nhất định mới có thể tiếp xúc, còn nữa, lúc tiến vào cảnh giới thứ hai, tất cả mọi người đều tạm thời mất đi ký ức cho rằng bản thân là ký thân, nhưng mà căn cứ vào tư chất mỗi người sẽ lần lượt thức tỉnh trong vòng mấy canh giờ, đến mấy ngày, nhưng thời gian này cực kỳ nguy hiểm. Phương Du nghiêm túc nói, bởi vì để thức tỉnh muộn, đệ sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm này đến từ những người thức tỉnh trước đệ, cho nên cảnh giới thứ hai này mới là giai đoạn nguy hiểm nhất ở yêu tiên cổ giới, nhưng thu hoạch ở đó cũng rất lớn, trong yêu tiên cổ tông. Viễn cổ đã có lời đồn, có một nghìn đạo Pháp, một nghìn bàn môn, một nghìn tả đạo, cộng thêm ba 000 đại đạo, mỗi loại thần thông đạo Pháp, đều coi như một mạch truyền thừa. Nhiều năm như vậy, hiện giờ truyền thừa tốt nhất thu được, là do quý gia thông qua thân phận đệ tử hạch tâm, thu được thông minh, hơn nữa còn lĩnh ngộ thành công. Thần thông này phối hợp với nhân quả đạo của quý gia, quy lực vô cùng, mà thông minh này, trong yêu tiên tông xếp thứ 408 trong số 3.000 đại đạo, xếp trước nó, còn hơn 400 thần thông còn mạnh hơn. Đặc biệt là trước 50, mỗi một loại đều là đại đạo, thậm chí thần thông trước 10 trong truyền thuyết, đủ để rung động đất trời. Phương Du nói, Mạnh Hạo nghe được vẻ mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại xuất hiện rung động, nhìn lại Phương Du, hỏi lại một câu, "Nam Thiên Quý gia?" Phương Du hơi chần chừ, hơi trầm ngâm, mới từ từ mở miệng, "Sơn Hải thứ 9, quý gia có năm mạch, Nam Thiên không phải chủ mạch." mà chỉ là một mạch nhánh mà thôi, thần thông đạo pháp xếp trước 10 gồm có những gì, Mạnh Hạo nhìn ra Phương Du e ngại về vấn đề quý gia, biết được đối phương không muốn nói nhiều, cho nên không tiếp tục hỏi thêm, mà đặt câu hỏi về một chủ đề khác, ta cũng không biết, ta chỉ biết xếp vị trí thứ nhất là Sơn Hải Kinh. Nhưng mà cho dù có được cơ duyên nghịch thiên mà lấy được, nhưng không thể lĩnh ngộ thì cũng không thể mang đi. Đạo pháp không lĩnh ngộ được, sẽ không thể lạc ấn không thể ghi nhớ, vừa ra khỏi ảo cảnh, sẽ hoàn toàn quên đi. Phương Du lắc lắc đầu, lúc nói ra ba chữ Sơn Hải Kinh, đôi mắt nàng, ẩn chứa quan mang mãnh liệt. Nghe đến Sơn Hải Kinh, Mạnh Hạo nheo mắt lại, hắn nhớ đến chim anh Vũ từng nói, lai lịch của Tam Đại Kinh, chính là xuất xứ từ một bộ Sơn Hải Kinh. Tỷ vừa mới nói hai cảnh giới, lẽ nào còn có cảnh giới thứ ba? Mạnh Hạo một lần nữa hỏi, có. Căn cứ ghi chép của gia tộc, mấy lần nơi này mở ra, gần như tám thành, không đạt đến yêu cầu mở ra cảnh giới thứ ba, cho nên khi kết thúc cảnh giới thứ hai, yêu tiên cổ giới này liền đóng lại, mọi người đều bị truyền tống về vùng đất Nam Thiên, chỉ có năm lần mở ra là đạt được yêu cầu, xuất hiện cảnh giới thứ ba, Phương Du ngừng lại, Mạnh Hạo ngưng thần nhìn, cảnh giới thứ ba, là từ viễn cổ tỉnh lại, cấm chế khắp yêu tiên cổ tông, sẽ không cố định mà biến mất một chút, để người khác tiến vào, thu được bảo vật mà yêu tiên tông lưu lại, còn có, tuy trong cảnh giới thứ ba thân phận trước đó đều biến mất nhưng căn cứ vào truyền thừa và công pháp học được trong cảnh giới thứ hai có thể mở ra một số cấm chế định sẵn như vậy thì có thể thu được kỳ ngộ đủ để khiến bất cứ ai kinh tâm động phách phương du từ từ nói mạnh hạo hít sâu một hơi dần dần hiểu rõ với ưu tiên của giới cảnh giới đầu tiên ở nơi này là chuẩn bị cảnh giới thứ hai là căn cứ vào chuẩn bị trước đó thu hoạch được những kỳ ngộ không phải vật thực như công pháp truyền thừa mà cảnh giới thứ ba thì căn cứ vào tiên cơ và chuẩn bị của hai cảnh giới trước để thu lấy bảo vật thực sự, từng vòng nối liền, hiện giờ đã qua mấy canh giờ, thời gian của chúng ta không còn nhiều, 30 canh giờ trong cảnh giới đầu tiên này, tất cả mọi người đều dựa theo bí điển tông môn gia tộc đi tìm kiếm hài cốt các tông các tộc phát hiện, đệ đi theo ta, ta dẫn đệ đi tìm hài cốt đệ tử nội môn của phương gia. Đệ cứ ẩn thân ở đó, đợi cảnh giới thứ hai mở ra. Phương Du nói rồi liếc nhìn Mạnh Hạo, sau đó lắc mình rời đi. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, đối với lời nói của Phương Du, sau khi phân tích, có khoảng 8 phần là thật. Nhưng tính cách của hắn cẩn thận, biết được không thể dễ tin người khác, sau khi trầm tư chốc lát, hắn nhìn Phương Du, không hề từ chối. Hai người ở dưới chân ngọn núi thứ hai, nhanh chóng đi tới, thời gian từ từ trôi qua, sắc trời tối dần, Mạnh Hạo luôn lưu ý xung quanh, nhưng yêu tiên cổ tông này quá lớn, hai người đi đường không gặp bất cứ một ai. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn luôn suy nghĩ, lần này yêu tiên cổ giới mở ra, Nam Vực, sẽ có ai tới đây? Hứa Thanh, Đại sư Huynh, Tên Mập, Sở Ngọc Yên, còn cả đạo tử của tam đại gia tộc Nam Vực, rồi còn thiên kiêu của các tông môn khác, không biết ở nơi này, có thể gặp được ai? Mạnh Hạo vừa suy nghĩ, vừa đi cùng Phương Du, đến sáng sớm ngày thứ hai, dần dần đi hết con đường giữa ngọn núi thứ hai và thứ ba, nơi đi qua, khắp nơi toàn hài cốt, còn có không ít nơi, ánh sáng cấm chế lóe lên trong màn đêm, mang theo khí tức nguy hiểm, cho dù là phương du, cũng phải né tránh, đăng bởi, admin, chương 867, tiên cơ. Đang đi về phía, đột nhiên phương du mở miệng, nói một câu khiến mạnh hạo trợn tròn mắt, quý tiếu tiếu kia từ nhỏ đã muốn ganh đua với tỷ, trước đây tỷ cố ý mở miệng với đệ trước mặt ả. Là để khiến ả chú ý, nếu lão tỷ đây không tính nhầm, quý tiếu tiếu này sẽ nổi lên hứng thú và dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với đệ hà hà tiểu đệ giúp ta để ả mất cả vốn lẫn lời đương nhiên nếu đệ không thích thì để mất lời là được rồi mạnh hạo cảm thấy có một luồng gió thổi tới tiến vào trong miệng mình suýt nữa khiến mình sặc hắn vội ho khan mấy tiếng liếc nhìn phương du trong lòng một lần nữa xác định cô gái trước mặt này sau này không thể tùy tiện chọc vào tính cách bá đạo cũng được tính tình nóng nảy cũng có thể nhịn được nhưng một người có thể lặng yên hãm hại quý tiếu tiếu một hố to, chỉ điểm này đã khiến Mạnh Hạo cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lúc này, hắn chưa hề ý thức được, hơn trăm năm hắn tu hành, từ lúc bày quầy ở Kháo Sơn Tông cho đến bây giờ, chính là một đường lừa người mà đi. Rất nhiều người nghĩ tới hắn, đều nghiến răng nghiến lợi, thống hận chuyện năm đó, chuyện này không đáng sợ, đáng sợ là Mạnh Hạo không ý thức được hành vi của bản thân. Điều này nói lên, hắn không cho rằng bản thân đang hại người, loại không thừa nhận hắn đang lừa người này trở thành một thói quen, mà thói quen đã trở thành bản năng rồi, khi bản năng xuất hiện, tạo thành hậu quả đáng sợ. Chính là chỉ cần gặp cơ hội, sẽ lập tức đào bẫy, cái này. Tỷ tỷ, điều này không tốt lắm đâu, mạnh hạo ho khang, vội vã mở miệng, để đừng có dấu giếm, cho rằng lão tỷ không phát hiện ra, trước đây lần đầu thấy quý tiếu tiếu, ánh mắt đệ đệ ngươi nhìn nơi nào sao. Phương Du cười mà không cười, nhưng lời nói lại khiến Mạnh Hạo một lần nữa suýt sặc. Hắn có ý giải thích, nhưng loại chuyện này thì càng tô càng đen mà thôi, chỉ có thể cười khổ, để giúp tỷ gạt ả, để lại không thiệt thòi. Quý Tiếu Tiếu tuy hèn hạ vô sĩ, lòng dạ nhỏ nhen, xuất thân bất chính, bụng dạ xấu xa, tiểu nhân âm độc, nhưng khuôn mặt ả cũng không tệ, cũng coi như đáng yêu, để cho đệ làm tiểu thiếp. Ta cũng miễn cưỡng chấp nhận được phương du càng nói đôi mắt càng sáng càng cảm thấy chuyện này rất được nhìn mạnh hạo đang cười khổ lập tức trừng mắt chuyện này cứ quyết như vậy đi đệ mạnh hạo đang muốn mở miệng phương du đã lắc mình lao thẳng tới trước lúc này khóe miệng nàng nở nụ cười đôi mắt lấp lánh càng nghĩ càng thấy mình anh minh thần vũ một cái bẫy âm thầm nhất định sẽ gạt chết quý tiếu tiếu chết tiệt này mạnh hạo cười khổ giả bộ không nghe thấy nhanh chóng đuổi theo Phương Du, trên đường đi, ánh mắt hắn quét qua Phương Du. Trước đó hắn nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế trong lòng vô cùng cảnh giác, chỉ là hắn đã biết ẩn giấu từ lâu rồi, nói cười bên ngoài, tuyệt đối không để người khác dễ dàng nhận ra mình đang nghĩ gì. Cô ta thực sự không có một chút đề phòng nào với ta, hay là cố ý làm như vậy, ánh mắt mạnh hạo lộ vẻ trầm tư, trong đầu hắn, không khỏi một lần nữa hiện lên hình ảnh trong vãng sinh động năm đó, bất giác liếc nhìn mu tay phải, trong lòng mạnh hạo càng thêm nghi hoặc tất cả đợi sau khi tìm được hài cốt có lẽ có thể phát hiện được đến lúc đó rồi hãy tính tiếp đôi mắt mạnh hạo hơi lóe lên sáng sớm ở ưu tiên cổ giới này bầu trời không còn đen kịt mà từ từ xuất hiện ánh sáng mạnh hạo và phương du đã đến gần một phế khu nằm giữa ngọn núi thứ hai và thứ ba nơi này bị tàn phá rất nghiêm trọng hài cốt khắp nơi cảm giác năm tháng tan thương ngập tràn còn cả mùi vị mục nát như lưu luyến nơi này không muốn rời xa, phiến đá xanh trên mặt đất đã đầy vết nứt nẻ, bậc thềm bằng ngọc với lan can được trảm trổ tỉ mỉ ở phía xa như bị một chưởng trên trời ép xuống, hoàn toàn vỡ nát. Làn sóng tàn dư khuếch tán, khiến cho tất cả mọi thứ trong vòng mấy vạn trượng tan nát, đến rồi, chính là ở nơi này. Phương gia lần này có ba người đến đây, tỷ sẽ thông báo cho hai người khác, để họ không lựa chọn chỗ này. Nơi này là hài cốt của đệ tử nội môn, thân phận cũng khá cao, tuy không phải đệ tử hạch tâm nhưng trong đệ tử nội môn theo cách nói của các tiền bối trong gia tộc giao tiếp rất rộng nếu đệ có thể lợi dụng cho tốt chưa chắc đã không có kỳ ngộ phương du nói rồi lấy ra một cái ngọc giảng đưa cho mạnh hạo trong này có bảy con đường đều là ký thân của tiền bối trong gia tộc trước đây đã đi qua từng hành động đều được ghi lại rõ ràng vì thời gian không cố định sẽ không xuất hiện ở cùng một năm tháng nhưng cũng có thể tham khảo một chút phương du nói rồi giảm tốc độ cẩn thận tìm tòi xung quanh tiếp tục đi tới trước để nhớ cho kỹ đường tỉ đi nơi này có trận pháp phòng hộ trận này người ngoài rất khó phá giải như vậy để ở bên trong có thể an toàn còn nữa nơi này đừng chạm vào thứ gì ở đây có ẩn giấu một tấm chế nơi này cũng không thể chạm vào cả nơi này nữa để phải đợi thời gian nữa nén hương chú ý nhìn hình ảnh trên mặt đất dọc đường phương du nói rất tỉ mỉ mạnh hạo đi theo phía sau thỉnh thoảng gật đầu, nhưng nghi hoặc trong lòng cũng dần dần nhiều lên. Vì hắn có thể nhận ra, quả thật đối phương không hề có bất cứ dấu giếm gì, hai người qua lại ở nơi này, đi vào sâu trong phế khu, mấy canh giờ sau, khi đến tầm trưa, Mạnh Hạo đột nhiên dừng chân, nhìn về một chỗ không xa. Trong một phế khu, có một ngọc giản đang phát tán quang mang màu lam lơ lửng ở đó, xung quanh có vô số phù văn lấp lánh, thoạt nhìn, cực kỳ đẹp đẽ, xung quanh nó trong phạm vi mấy chục trượng, có một màn ánh sáng cấm chế, đừng mong nữa, nơi này gia tộc có ghi lại, từ lần đầu tiên yêu tiên cổ giới mở ra đã có, vẫn luôn không một ai có thể mở ra cấm chế này. Nhưng mà dựa theo hình dáng và cảm nhận, có thể phán đoán, đạo pháp ghi lại trong ngọc giảng, nhất định là thần thông truyền thừa trong vòng một nghìn, phương du quay đầu nhìn, có phần tiếc núi, để nhìn hài cốt xung quanh màn sáng, trong đó có không ít là người nổi lên lòng tham, muốn thử phá cấm chế qua các lần mở ra, lời của Phương Du vang lên, Mạnh Hạo bình tĩnh gật đầu. Trước đó hắn đã nhìn thấy những hài cốt này rồi, rõ ràng là không giống như người của Yêu Tiên Tông, Yêu Tiên của Tông này, mở ra nhiều lần, nơi này liệu có còn người của Tông môn sống sót không? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, không thể nào, tất cả đều chết rồi, trừ một số tách ra trước khi Hạo kiếp, những người ở lại nơi này, đều chết cả. Chuyện này tuy xảy ra rất lâu rồi, nhưng đại sự như vậy ghi chép trong điển tịch của tộc, tất nhiên có chứng cứ nói rõ, yêu tiên tông đã chết hết toàn bộ, Phương Du lắc đầu, như vậy một ngàn năm mở ra, liệu có kẻ đến sau, không hề rời đi mà ở lại nơi này không, đôi mắt mạnh hạo hơi sáng lên, giống như tùy ý hỏi, đăng bởi, admin, chương 868, tiên cơ. 2. Trừ, chết ở nơi này, nếu không tất cả những người tới từ bên ngoài, đều bị bài xích ra sau khi nơi này đóng lại, không có may mắn vấn đề này năm đó tỷ cũng tò mò người trả lời tỷ là tộc lão duy nhất trong gia tộc ở đây phương du nhìn mạnh hạo một cái cũng không cảm thấy nghi hoặc với câu hỏi của mạnh hạo mạnh hạo không hỏi thêm nữa lúc quay người hai người tiếp tục đi tới lần này chỉ đi một canh giờ phương du đã dẫn mạnh hạo đến bên một căn phòng sụp một nửa sau khi quan sát xung quanh nàng lấy ra một ngọc giảng. nhẹ nhàng bóc nát căn phòng sụp này lập tức hơi mờ đi khi tất cả rõ ràng trở lại, đã không còn căn phòng nữa, mà hiện ra trước mặt Mạnh Hạo là một khe sâu, Mạnh Hạo không hề bất ngờ. Suốt dọc đường này, Phương Du ít nhất lấy ra 7-8 ngọc giảng, mới thuận lợi tiến tới như vậy, các loại phòng hộ, khiến cho khả năng nơi này bị người khác phát hiện là gần như không có. Ở đáy khe, có một bộ hài cốt dựa vào tường, thịt đã rửa nát từ lâu, trở thành xác khô, đang ngẩng đầu, như trước khi chết đang nhìn bầu trời ý niệm cô độc và tuyệt vọng cho dù thời gian trôi qua đã lâu, vẫn còn lắng động, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng. Y tên Từ Long, một đệ tử nhập môn rất sớm của Yêu Tiên Tông, từ ngoại môn tấn thăng nội môn, cho đến khi Hạo Kiếp, cũng chết theo Yêu Tiên Tông. Nếu không có trận Hạo Kiếp đó, y có lẽ có một cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Tay phải Phương Du đưa lên, trong lòng bàn tay nàng có bảy tám ngọc giản, đều là thứ nơi này cần có. Sau khi sao chép lại tất cả, thì đưa cho Mạnh Hạo thời gian không còn nhiều để ở nơi này rất an toàn tỷ muốn tới chỗ một bộ hài cốt khác phương du nhìn kỹ mạnh hạo một cái vẻ quan tâm trong mắt không hề có chút giả dối mạnh hạo nhìn ngọc giãn trong tay nhìn phương du quay người bóng lưng biến mất ở phía xa im lặng một lúc lâu sau hắn quay người nhìn xung quanh sau khi kiểm tra tất cả các khu vực xung quanh mạnh hạo dám chắc nơi này không có nguy hiểm nơi này quả thật là một chỗ ký thân hiếm thấy lẽ nào cô ta thực sự không có chút ác ý nào mạnh hạo thì thào lúc quay lại nhìn bộ hài cốt kia thì trầm mặt một chút đi về phía hài cốt ngồi xuống quan sát cẩn thận dần dần mạnh hạo đổi sắc mặt bộ hài cốt này mạnh mẽ hơn bất cứ bộ hài cốt nào hắn thấy được trước đó rất nhiều thậm chí hắn mở ra để thất mệnh cũng không thể bóc nứt được một vết nào trên thân xương điều này khiến mạnh hạo chấn động cũng cảm nhận được trên hài cốt có một chút uy áp mờ nhạt uy áp này hắn chỉ hơi cảm nhận một chút, lập tức dựng tóc gáy như rơi vào hầm băng. Có loại uy áp mạnh mẽ không thể hình dung, đột nhiên giáng xuống tâm thần mình. Rất lâu sau, mạnh hạo mới toát mồ hôi tỉnh lại, lui lại mấy bước, nhìn bộ hài cốt trước mặt, vẻ mặt liên tục thay đổi. đệ tử nội môn của yêu tiên cổ tông này quả nhiên mạnh hơn những hài cốt lúc trước ta nhìn thấy rất rất nhiều. Như vậy xem ra những hài cốt ta nhìn thấy trên đường đều chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Mạnh hạo hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Phương Du không hề có ác ý, hiện giờ còn không đến 20 canh giờ. Nếu chờ ở chỗ này, có khả năng rất lớn có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới thứ hai. Nhưng, đôi mắt mạnh hạo lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ tư khuất lấp sau ngọn núi thứ ba. Hắn luôn không thể quên được, lúc nhóm người hắn vừa tiến vào nơi này, còn ở trong giải ngân hà, hắn là người tỉnh táo duy nhất cũng là người duy nhất nhìn thấy bóng người trên ngọn núi thứ tư kia. Mạnh hạo không biết mấy lần mở ra trước đây, tu sĩ các đời tiến vào nơi này, liệu có ai khác duy trì tỉnh táo như mình không? Nhưng hắn tin, cho dù là có, cũng nhất định vô cùng hiếm hoi. Dù sao bản thân tỉnh táo, đa phần là được hàng sơn trợ giúp, thậm chí cho dù có, vậy cũng không hẳn có thể giống như mạnh hạo, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng người kia. Hơn nữa rất có khả năng, mạnh hạo là người duy nhất, lúc tiến vào vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa còn nhìn được bóng người kia, đây mới là ưu thế của ta, cũng là tiên cơ. Nếu đợi ở chỗ này, tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng cũng ngang với việc ta vứt bỏ tiên cơ khác hẳn mọi người đó, trong lòng Mạnh Hạo có hơi chần chừ, bóng người trên ngọn núi thứ tư sẽ là ai? Mạnh Hạo im lặng một lát, đôi mắt chớp động, lộ vẻ quyết đoán, Mạnh Hạo đứng dậy, quay đầu nhìn hài cốt đệ tử nội môn Từ Long bên cạnh một cái, không hề chần chừ, Lắc mình một cái, dựa theo con đường tới đây, nhanh chóng đi ra, nếu không đi tìm kiếm bóng người kia một chút, Mạnh Hạo không cam tâm. Nơi này cho dù nguy hiểm, nhưng hắn đã tới rồi, đã lựa chọn nguy hiểm, vậy tất phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Ở trong cảnh giới thứ hai, có thể tiếp tục duy trì tiên cơ của bản thân, chuyển tiên cơ này thành ưu thế hay không, vậy phải nhìn vào lần lựa chọn này rồi. Nếu vì an toàn mà không muốn mạo hiểm, vậy việc gì phải tới nơi này? nhìn núi bảo vật mà không lấy thì người bình thường cũng tiếc núi than thở chứ đừng nói là tu sĩ so với an toàn mạnh hạo càng muốn đi liều một phen đi kiếm một phần kỳ ngộ của chính mình không ai cam lòng là người bình thường thân phận đệ tử nội môn từ long trước mạnh hạo phương gia đã có nhiều người thử qua cũng thu được kỳ ngộ nhưng rõ ràng đều không phải hoàn mỹ về phần thời gian khác biệt bảy con đường của ký thân mang thân phận từ long mạnh hạo đều đã xem qua trong ngọc giảng hắn không cho rằng bản thân có thể làm tốt hơn những người kia cũng tức là một khi đã quyết định lựa chọn từ long vì thân phận đệ tử nội môn thứ hắn thu được trên thực tế cũng chỉ là đạo pháp vĩnh viễn của phương gia mà thôi còn những thứ khác mạnh hảo rất khó có được điểm bắt đầu rất nhiều lúc đã quyết định điểm kết rồi với tâm trí của các đời phương gia gần như đã làm đến cực điểm làm không tới chỉ có thể trông vào cơ duyên của cá nhân nếu đã vậy Mạnh Hạo thà đặt cơ duyên của bản thân vào tiên cơ thuộc về bản thân, cho nên, hắn quyết đoán bỏ qua con đường này, lúc này lao đi, không hề có chút do dự nào, dựa theo cách phương du đi tới, lần lượt mở ra, dùng hết hai canh giờ, khi hắn đi ra khỏi khu vực có thể an toàn tiến vào cảnh giới thứ hai này, hắn không hề hối hận, cho nên hắn không cần quay đầu, mà lao thẳng về phía ngọn núi thứ tư, còn 17 canh giờ, Mạnh Hạo lặng lặng nhẩm tính thời gian, thi triển tốc độ cẩn thận đi lại giữa những phế khu, đi qua những hài cốt bên cạnh. Thời gian trôi qua, năm canh giờ sau, hắn đến dưới ngọn núi thứ ba. Trên con đường này, hắn không nhìn thấy một ai cả, trong lòng Mạnh Hạo không hề bất ngờ, vì 36 canh giờ đã đi qua quá nữa, hẳn là rất nhiều người đều đã lựa chọn được ký thân rồi, lúc này đều đang chờ đợi, đăng bởi, admin, chương 869, gặp lại cố nhân. Còn 12 canh giờ. Mạnh hạo nhìn về ngọn núi thứ tư xa xa, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi, tiếp tục lao đi, lại năm canh giờ nữa. Khi mạnh hạo đi hết một nửa khoảng cách giữa ngọn núi thứ ba và thứ tư, một tiếng đổ vang từ xa bỗng nhiên truyền tới. Vì xung quanh yên lặng, âm thanh này truyền đi xa hơn một chút, lúc đến tai mạnh hạo, có phần hơi nhỏ, nhưng hắn vẫn lập tức phát hiện, ngay khi âm thanh truyền ra, có từng đợt thần thông thuật pháp dao động, khuếch tán tới đây, cho dù rất yếu, nhưng trong đó, Mạnh Hạo lại cảm nhận được khí tức như đã từng biết, bước chân hắn dừng lại, cao mày, sau khi cẩn thận cảm nhận, càng cao chặt mày, vì khí tức này, hắn đã nhớ ra là ai, Vân Thiên Đại Bộ, Triệu Phương, Mạnh Hạo nhìn về phía xa, trong mắt lộ vẻ suy tư, lúc này chỉ còn 7 canh giờ là kết thúc cảnh giới thứ nhất, mà từ đây đến ngọn núi thứ tư, cũng phải mất 5 canh giờ nữa, thời gian còn lại để Mạnh Hạo lên núi, chỉ có hai canh giờ, rất gấp, không thể lãng phí. Mạnh hạo có ý muốn tiếp tục lên đường, nhưng đi được trăm trượng, hắn đột nhiên quay người, đi về phía khí tức triệu phương truyền lại, vẻ mặt hắn lạnh lẽo. Nếu lúc xưa hắn đã hứa với vân thiên lão tổ, đôi bên tồn tại giao dịch, hắn giữ lời hứa thế nào, thì đối phương cũng sẽ tuân thủ y như thế, không có ai giám sát, việc này ở trong lòng, mà làm người, rất nhiều lúc, chính là nói đến không thẹn với lòng, tốc độ mạnh hạo cực nhanh, chỉ cần thời gian nửa nén hương, đã nhìn thấy trong phế khu không xa, có hai tu sĩ đang chém giết, một người trong đó, chính là Triệu Phương. Gã rất chật vật, vẻ mặt tức giận, quần áo dính máu, vẻ mặt trắng bệt, rõ ràng là đã bị thương, mà người đấu pháp với gã, là một người đàn ông mặc trường bào trắng, mái tóc dài ngang vai, thân thể cao gầy, vẻ mặt tuấn tú, còn có khí chất đủ để bất cứ cô gái nào cũng phải liếc nhìn, bên người tên kia còn có ba thanh phi toa, bay lượn như cầu vòng, có vẻ sắc bén, khiến cho người này càng có vẻ phiêu giật nơi này không phải chỉ có hai người sau lưng người đàn ông áo trắng mười mấy trượng còn có một cô gái mặc đồ tím cô gái này cười thản nhiên rất xinh đẹp đặc biệt là vẻ khôn khéo giữa chân mày khiến cho cô gái thoạt nhìn như người thất khiếu linh lung đa mưu túc trí cô cười nhìn hai người đấu pháp không hề ra tay nhưng ánh mắt lúc liếc qua người áo trắng có một chút thâm ý tuyệt đối không phải ái mộ mà có một hàm ý khác nơi này là địa điểm ký thân vân thiên đại bộ ta ghi lại, các ngươi cướp đoạt như vậy, ép người quá đáng, lại một tiếng nổ vang lên, triệu phương phun máu tươi, lão đảo lui lại, nhìn chầm chầm thanh niên áo trắng trước mặt, sát cơ trong mắt mạnh mẽ. Đúng như gã nói, nơi này là vân thiên đại bộ gã phát hiện, nhưng đến lúc này, khi gã vừa mới tìm thấy, lại lập tức bị hai người nam nữ này ra tay đã thương, ý định chiếm cứ nơi này, cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải cô gái kia ở ngoài đánh lén một phát rồi không ra tay nữa, thì bản thân lúc này sợ rằng sống chết khó nói rồi. Vật của yêu tiên tông, không có chủ, ngươi đã nói vương mổ cướp đoạt, vậy thì để ta đoạt luôn đi. Người đàn ông áo trắng dững dưng nói, nhìn triệu phương một cái, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và coi thường. Cút ngay, nếu còn ra tay, ta sẽ giết ngươi. Trong vân thiên đại bộ, tư chất triệu phương là tốt nhất, yêu tiên cổ tông, cơ duyên tuy quan trọng, nhưng tư chất cũng rất quan trọng tư chất càng cao, càng dễ minh ngộ công pháp truyền thừa, Triệu Phương được kỳ vọng rất cao, vốn là nguyên anh trung kỳ, trước khi đến đây, được lão tổ trong bộ tự mình ra tay, không tiếc thuật pháp, tạm thời nâng gã lên trình độ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, có thể duy trì trong thời gian 3 tháng, hài cốt nơi này cũng không phải đệ tử nội môn tầm thường, mà là thân phận hiếm thấy, đã đặt nửa chân vào hạch tâm. Vì bộ hài cốt này có trưởng bối là một đệ tử hạch tâm của Yêu Tiên Tông, mối quan hệ này là lần trước khi vân thiên đại bộ đi vào khó khăn lắm mới mò ra đôi mắt triệu phương đỏ ngầu nhưng người đàn ông trước mặt là nguyên anh hậu kỳ chân chính bản thân là được mạnh mẽ đề thăng chỉ có thể miễn cưỡng đấu một trận nhưng đối phương pháp bảo rất nhiều bản thân căn bản không phải đối thủ huống hồ còn có cô gái kia ở bên cạnh tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng lại cho triệu phương cảm giác uy hiếp còn lớn hơn cảm giác này vô cùng kỳ lạ khiến gã rất kinh hãi ngay lúc Triệu Phương nghiến răng, chỉ có thể uất ức lựa chọn rời đi, đột nhiên, phía xa có tiếng xé rách không gian, nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó các bụi xung quanh bay lên, mơ hồ phát ra uy áp, trong khoảnh khắc liền khiến người đàn ông áo trắng biến sắc, ngẩng đầu, nheo đôi mắt lại, ngay cả cô gái áo tím, cũng kinh hãi, giơ tay lên che trán, ánh mắt không chớp nhìn qua, Triệu Phương ngay ra, gã lập tức nhìn thấy trên không trung, có một làn khói xanh, trong đó lấp loáng một vần trăng đen, đang tới đây với tốc độ cực nhanh. Ngay khi nhìn rõ vần trăng đen, Triệu Phương đột nhiên vô cùng mừng rỡ. Trước khi tới, Vân Thiên Lão Tổ từng truyền âm với gã, nói rằng ở yêu tiên cổ giới, thời điểm thích hợp thì Mạnh Hạo sẽ giúp đỡ, kính xin Mạnh Huynh trợ giúp ta. Gần như ngay khi Triệu Phương cất lời, vần trăng kia xuất hiện cách ba người mấy chục trượng, vần trăng biến mất, khói xanh biến mất, chỉ còn Mạnh Hạo mặc bộ đồ xanh đứng đó, lạnh lùng nhìn ba người, đồng thời, Cô gái áo tím sau khi nhìn rõ Mạnh Hạo, liền trợn tròn mắt, có vẻ không thể tin tưởng, càng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thân thể nàng xuất hiện sự rung động và hoảng hốt mạnh mẽ hiếm thấy, mạnh. Mạnh Hạo, nàng hít sâu một hơi, thất thanh nói, trong đầu ầm vang, giống như sóng cuộn trào, người đàn ông áo trắng nhìn rõ Mạnh Hạo, cũng ngây ra, cảm thấy có phần quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Sau khi nghe lời nói của cô gái bên cạnh, khi đột nhiên nghĩ ra đối phương là ai trong lòng triệu phương căng thẳng cả không ngờ hai bên lại biết nhau vẻ mặt lạnh lẽo ánh mắt mạnh hạo dừng lại trên người cô gái áo tím hơi ngưng lại rồi mỉm cười hàng bối đạo hữu đã lâu không gặp vẫn phong độ như xưa cô gái áo tím kia chính là hàng bối của thanh la tông cô gái tinh quái năm đó cô hít thở rất gấp đến khi nghe được lời nói của mạnh hạo vẫn còn không thể tin tưởng thực sự là ngươi hàng bối khó mà tin vào đôi mắt của mình, đối với Mạnh Hạo, ấn tượng của cô năm đó cực kỳ mạnh. Mạnh Hạo trong ký ức của cô, liên tiếp sáng tạo ra kỳ tích, cho dù là chuyện phương đỉnh trong phút địa thượng cổ của Thanh La Tông, hay là sau đó Mạnh Hạo đến Thanh La Tông với tư cách đang đỉnh đại sư, còn cả sau đó trong vãng sinh động, giết đạo tử lý gia, giết người quý gia, thậm chí dẫn đến biến hóa của cả Nam Vực. Từng việc làm năm đó đều khiến hàng bối kinh hãi. tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng ấn tượng của cô vẫn cực kỳ mạnh. Về những chuyện này, cũng có liên quan rất lớn với sự nhắc nhở và phán đoán của hồn phách lão tổ hàng gia năm đó, đăng bởi, admin, chương 870, hứa thanh ở đây. Tu Tu vi của ngươi, hàng bối kinh hải, sau khi phát hiện được tu vi của mạnh hạo, thì chấn động trong lòng nàng càng vượt xa trước kia. Mạnh hạo trước mắt mình, lại là nguyên anh đại viên mãn, nàng biết rõ ràng, cho dù là đạo tử của tông môn, gia tộc ở Nam vực, hiện giờ mấy người có tu vi cao nhất cũng chỉ đến nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Chỉ có đạo tử của Vương gia Vương Lệ Hải ẩn giấu quá sâu, đến nơi này mới bộc lộ là một nguyên anh hậu kỳ duy nhất, cái này cũng đã định, một khi ra ngoài, một khi truyền khắp Nam vực, Vương Lệ Hải cũng sẽ thành đệ nhất nhân trong thế hệ đồng lứa, chấn động cả Nam vực, nhưng hiện giờ, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo chấn động của hàng bối đã không thể hình dung. Ánh mắt mạnh hạo dừng lại trên người đàn ông áo trắng đang có vẻ kinh hãi, thậm chí có phần phức tạp. Nhìn vẻ mặt gần như giống hệt vương đằng phi, mạnh hạo liền biết được thân phận của người này. Ca ca của vương đằng phi, đạo tử vương gia, năm đó trong truyền thừa huyết tiên, đã giả chết, vương lệ hải. Mạnh hạo lúc này, đã không còn là kẻ mới bước vào tu chân giới như năm đó, đối với những đạo tử thiên kiêu của các tông môn gia tộc, hắn càng hiểu rõ hơn một chút tuy không thể hoàn toàn chính xác vụn vặt không biết nhưng đại khái cũng hiểu được thế nào là đạo tử thế nào là thiên kiêu đạo tử và thiên kiêu chỉ là một cách gọi là một loại nhận biết thân phận nhận biết này trong tông môn có thể là chứng minh thực lực cũng là thể hiện cho bên ngoài biết về tương lai của tông môn một tông môn có nhiều thiên kiêu không thể nghi ngờ là sự phát triển trong tương lai có thể ước đoán được còn về đạo tử mà cách gọi vinh quang nhất trong một tông môn với mỗi một cảnh giới. Có thể nói đó là một tiêu chí ở bên ngoài với cả tông môn gia tộc khi tông môn gia tộc đối ngoại, đạo tử Nguyên Anh, đạo tử Kết Đan, đạo tử Trúc Cơ, mỗi một tông môn gia tộc, chỉ có ba đạo tử, đạo tử trong mỗi cảnh giới, chỉ có một người, đồng thời do thân phận đặc thù, dù là tông môn hay gia tộc, cũng đều phái ra cường giả trở thành người hộ đạo, với ngoại giới, đó là vinh quang vô hạn, thanh danh hiển hách đủ để đại đa số tu sĩ hâm mộ không thôi. Nhưng giữa các đạo tử, một khi trong một cảnh giới xuất hiện đến hai đạo tử, vậy thì cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Bình thường, sau khi tấn thăng đạo tử, trừ khi người trước rút lui, nếu không rất khó tiếp tục giữ được thân phận, cho nên, bên ngoài bọn họ quan vinh ngạo nghễ, nhưng bên trong, lại như nơm nớp lo sợ, muốn luôn giữ được thân phận đạo tử, muốn luôn có được tài nguyên tu hành vượt xa những người khác, thậm chí muốn trong tông môn hoặc gia tộc thu được quyền lực lớn hơn nữa tất phải khiến bản thân đề cao nhanh hơn nữa mạnh mẽ nhanh hơn nữa hơn nữa còn phải luôn duy trì thế mạnh so với cùng thế hệ thậm chí là vượt qua cả tiền nhân còn thiên kiêu thì cạnh tranh càng tàn khốc hơn bọn họ ở bên ngoài hưởng thụ vinh quang chỉ thấp hơn thân phận đạo tử tài nguyên thu được từ gia tộc tông môn cũng chỉ thấp hơn một chút mà đồng dạng để không bị đào thải vì đào thải trong một thời gian nhất định không thể tấn thăng vì sau khi Tấn Thăng phải tranh đoạt tài nguyên với cường giả cùng cảnh giới, tất cả mọi thứ khiến cho thiên kiêu của các tông môn gia tộc lúc ở trong tông môn gia tộc cũng nơm nớp lo sợ, không thể không khiến bản thân mạnh lên. Đương nhiên, quy củ của mỗi tông môn gia tộc không giống nhau, nhưng trên tổng thể, nhất định có cạnh tranh, nhưng chém giết lẫn nhau lại tuyệt đối cấm. Vương Lệ Hải chính là đạo tử của Vương gia trong Tam Đại gia tộc Nam vực. Gã tính cách ẩn nhẫn trên đường tu hành thường không lộ tài năng thậm chí mấy lần truyền ra bên ngoài chuyện chết giả trong vương gia gã chỉ là đạo tử trúc cơ đến khi kết đan liền mất đi thân phận đạo tử nhưng sau nhiều năm nhẫn nhịn gã một lần nữa xuất hiện một lần đánh bại đạo tử nguyên anh của vương gia lập tức thế chỗ chấn động cả nam vực trong tay mạnh hạo cầm một ngọc giảng từ khi hắn quyết định đến nơi này đã lấy ra ngọc giảng ghi lại cả quá trình lúc này ánh mắt quét qua vương lệ hải năm đó ngoài miệng giếng thượng cổ, hắn từng khiêu chiến đạo tử vương gia trước mắt này, lúc này gặp lại, đối phương nhìn như bình thường, nhưng cảm giác năm tháng, đã mơ hồ xuất hiện trên người, bị mạnh hạo nhìn như vậy, tâm thần vương lệ hải chấn động, thậm chí có phần run sợ, nếu không phải tính cách gã cứng cỏi, sợ rằng lúc này đã thất lễ rồi, gã nheo mắt lại, nhìn chầm chầm mạnh hạo, trong lòng không hề bình tĩnh. Gã nhận ra mạnh hạo, cũng nhớ tới trận chiến giữa hai người năm đó, trận chiến đó gã thất bại cả cuộc đời gã chỉ có ba lần thất bại cũng chính là thất bại đó khiến gã càng thêm kiên định trong tu hành bao năm nay vốn dĩ cho rằng bản thân đã mạnh đến mức có thể quét ngang tất cả đồng bối vốn cho rằng bản thân đã làm được vượt trên tất cả đạo tử nam vực trở thành đệ nhất nhân trong số đồng bối nhưng hiện giờ ngay khi nhìn thấy mạnh hạo cảm nhận được tu vi của mạnh hạo vương lệ hải đã chấn động niềm kiêu ngạo của gã như bị bóp vỡ sự tự tin của gã như bị nghiền ép lúc này gã hít sâu một hơi chắp tay vái mạnh hạo một cái nhiều năm không gặp mạnh huynh vẫn phong độ như xưa hàng bối ở bên cạnh hít thở gấp gáp lúc này mới hơi bình tĩnh lại nhưng trong đầu nàng từng hình ảnh năm đó tiếp xúc với mạnh hạo bất giác lại hiện lên lần gặp đầu tiên còn có trong tống gia hai người gần như dán mặt vào nhau rồi còn đủ sự việc khác khiến cho hàng bối lúc này hoàn toàn không thể bình tĩnh Mạnh hạo đứng ở đó, trường bào màu xanh, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn vương lệ hải hơi gật đầu, đã là cố nhân, các ngươi đi đi. Mạnh hạo bình tĩnh nói, hàng bối hít sâu một hơi, chắp tay vái chào, nhìn kỹ mạnh hạo một cái, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt có vẻ dụ dỗ. Mạnh huynh vừa gặp mặt, đã bảo chúng ta rời đi, lẽ nào không muốn ôm lại chuyện cũ với tiểu muội sao? Cũng được, nếu mạnh huynh yêu cầu, tiểu muội rời đi là được rồi, nàng nói rồi, che miệng cười, không hề nhìn Triệu Phương và Vương Lệ Hải, lắc mình một cái, giống như một con én rực rỡ lập tức rời đi. Mạnh huynh, chuyện vị triệu đạo hữu của bộ lạc này thu được một bộ hài cốt đã lộ ra rồi, cho dù chúng ta có nhường nơi này, nhưng những người khác, khó mà nói được, giọng hàng bối vang lên, rất dịu dàng, như đã khôi phục khỏi sự kinh hãi lúc trước. Ngoài ra, Mạnh huynh, tiểu muội cũng có thể tặng huynh một tin, người nam vực đến nơi này có những ai, tiểu muội không rõ lắm nhưng tiểu muội biết có một người đi cùng tiểu muội tới đây, cô ấy tên Hứa Thanh, giọng hàng bối, có một lực lượng kỳ dị, khi truyền thẳng vào trong đầu Mạnh Hạo, thì nàng đã mang theo tiếng cười rộ lên trời đi, đôi mắt Mạnh Hạo nheo lại, không hề nói gì, mà nhìn về phía Vương Lệ Hải, Vương Lệ Hải nhìn chầm chầm Mạnh Hạo, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, trong đôi mắt Vương Lệ Hải đột nhiên bộc lộ chiến ý nồng đậm, đăng bởi, admin.